Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Hà Lùng TV. Trời ơi, lâu quá rồi, mấy bữa rồi không có quay cái clip gì hết trơn. Không có quay được một cái clip nào để mà up lên kênh hết. Cái kênh nó nguội ngắt lạnh tanh luôn. Ủa? Đồ cái chị xưa. Chào đi, chào chưa? Chào quý vị khán giả chưa? Chào quý vị khán giả. Mẹ ơi, đồ cái chị xưa rồi. Hôm nay đem đi cho rồi. Hôm nay mẹ đem đồ để đi qua chị Sương rồi. Hôm bữa mẹ có nói là khi nào mẹ đi mẹ rủ con nha, thì con nói để coi con có rảnh không. Nhưng mà hôm nay con mắc đi học. Với lại bữa nay là tiện là mẹ đi làm nên mẹ đem theo luôn. Với lại là chú Tân á là được Mạnh Thường Quân ở bên Florida bên Mỹ á, gửi tiền về để nhờ là sẽ qua mua vé số giùm cho chị Sương. Cho nên là hả mẹ đi chung luôn, cái mẹ đem đồ qua cho chị luôn. Thì hôm nay đó quý vị khán giả là Hà đã đem đồ qua để tặng cho bé Sương rồi, quần áo với lại sách vở cũng như là Nè, mẹ nói cho mắt con biến dạng 560 60 luôn á. Anh cho cái đồ luôn hả? Ý là không rủ con đi hả? Đúng rồi. Tại vì rủ con cũng đâu có đi được đâu, con mắc đi học mà, với lại mẹ đi làm mẹ đi luôn chứ đâu có phải là tiện từ nhà mình đi đâu. Thì làm mua vé số đó, chú Sean á mới gửi tiền về để mà nhờ mua vé số ủng hộ cho chị Sương. Thì sẵn mẹ đem đồ qua luôn, thì lúc mà đem đồ qua thì làm có đưa cho con rồi rồi dặn dò con học hành rồi này kia, nhưng mà không có quay clip được là tại vì lúc trước đó thì là làm bạn Phạm Tân cũng quay con rồi rồi xong rồi làm đến đến Trang á, bạn Trang ở bên đó thì cũng muốn là đưa bé Sương đi cắt tóc, cho nên là cũng vội vội vàng vàng, cho nên Hà không có quay lại được là cho quý vị khán giả coi. Là chỉ nhận được sách đó chị vui lắm, chị nhận được ba quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh chị rất là vui. Rồi cũng hỏi là bây giờ có nhớ kiến thức không, mẹ cũng hỏi chị Sương là có nhớ kiến thức của lớp 3 không, thì chị Sương nói là còn nhớ. Xong mẹ cũng dặn chị là bây giờ những cái trang đầu là những cái trang ôn tập thì chị Sương cứ làm, xong rồi khi nào mà cái nào mà không hiểu thì đánh dấu lại và hỏi thì Hà Lùng sẽ giảng cho bé Sương sau đó. Vội vội vàng vàng hai cô cháu nói chuyện nhanh lắm rồi, tại Trang phải quay clip dẫn bé đi cắt tóc cho nên là không có nói được nhiều. Rồi xong rồi là làm rồi là bé Sương đi cắt tóc luôn, không biết là cắt hình như cắt ngắn bớt cho gọn gàng đẹp đẽ thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin chào quý vị khán giả. Vô đây, cái sách vé số này là gì đây? Hả? Mình có biết là kinh tế gia đình đang rất là khó khăn, ăn mì gói nổi mụn luôn thấy không? Xàm quý vị khán giả, xàm quý vị khán giả. Nổi mụn là tại cái gì? Anh hai bị gì? Bị anh hai tới tuổi dậy thì anh hai tới tuổi dậy thì nên hai nổi mụn quý vị khán giả. Cái này mẹ dò chưa? Chưa, cái này chưa dò, dò đi. Cái này là làm đó, khi mà bạn Phạm Tân qua mua vé số giùm cho bé Sương á, thì ở trên cái sạp á là bả còn 140 mấy tờ mua hết cho bả xong rồi. Cái bả đi cắt tóc đã đời, cái bả mới gọi nói với Trang á, Trang gọi về hớt hơ hải là còn quên 200 tờ, còn quên một cọc 200 tờ ở trong hộp tủ á. Đó, thế là lôi ra rồi xong rồi chia nhau, mỗi người mua một ít. Thì Hà Lùng cũng mua 16 tờ, mẹ chưa dò luôn á. Chưa dò hả? Hà Lùng cũng chưa có dò cái này nữa. Để chúng giờ dò cái kiểu này một cái là thôi ngày mai nằm xỉu nhà là ngày mai khỏi làm luôn. À quên, ngày mai thứ bảy, thứ hai nha, thứ hai dẹp đi làm luôn, hợp lý không? Quý vị khán giả thấy diễn dữ không, diễn dữ dằn vô lý mà cực kỳ thuyết phục nha. Đó là trường hợp nếu mà mình trúng thì mới xỉu, mới không đi làm đó, chứ không 16 tờ thì mà chật lớp thì sao thì cũng xỉu. Phí tiền. Okay. Không phải, tao mua giùm cho chị mà mỗi người trội chú kia mua cả thôi, triệu luôn giống nhau vậy chú mà. Kia chú kia mua thì tại giống nhau chú đó, đó. Nhiều. Chú kia mua 1 triệu rồi chú kia mua 700 nhau ngàn nhau luôn nhau nhau. Mẹ mua có 16 tờ lẻ ra này mẹ mua thôi. Bây giờ dò sao ta, Minh lấy điện thoại mẹ Minh mở đi, mở giống nhau nè, giống nhau nè, thấy này, chưa mọi người dò đi. Là Đài Bình Dương. Bình Dương. Hồi chiều chú kia mua 1 triệu đồng ha, 100 tờ giấy số, dò mắc cười lắm. Bây giờ sao? Phạm Tân bây giờ bay á, bây giờ ứng hình như thế nào hả? Sổ số kiến thiết hả? Sổ số kiến thiết. Có số gì được lắm vậy? Bây giờ dò thử coi có trúng không nhau. Bình gì Dương nha. Hả? Bình Dương đúng rồi. Ba tờ giống nhau vậy mà. Giống nhau hết luôn á. Sao? Cái này có cái này khác nè. Nè nè, có cái này khác nè con. Có 741 khác nè quý vị khán giả.
Còn cái này là khoái con sao dục. À lấy hai tờ thôi đúng không? Đúng rồi, lấy hai tờ khác. Bạn rất là thông minh đó quý vị khán giả ơi. Cái này là giống nhau hết thì chỉ cần dò hai tờ thôi là được rồi. Tại mấy tờ này giống nhau hết. Nếu mà trúng thì là trúng hết, mà chật thì là chật hết. Ngày hôm nay á con 4/9 nè. Trời ơi, hồi chiều ha, mở cái hộp tủ của chị Sương ra ha, còn 200 tờ, mọi người hết hồn luôn quý vị khán giả. Lúc đó là 4 giờ rồi. 4 giờ chiều rồi mà nghĩ sao mà cô nàng thơ thẩn mấy cái số cái kiểu gì mà quên. Giờ giòn sao? Mà quên tới 200 tờ ở trong hộp tủ luôn. Bình Dương. Nếu mà không phát hiện sớm á thì ha, coi như là tối nay về chắc bỏ cơm, không ăn cơm nổi quá. Mấy cô chú mua giùm, mấy cô chú thương, mấy cô chú mua giùm. Bây giờ con cái này là có thôi, bây giờ chỉ cần dò, bây giờ coi có tìm thử có số 14 với lại số 61 không trước đã nè. Okay, có 14 với 61 không? Nếu mà có 14 với 61 thì bắt đầu dò tiếp. Có 11, có 69, 65, 70. Thôi rồi. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Sao bỏ chạy rồi? Có không? Được số gì không? 59. Có 59, 61 á. 08. Không, cái gì con coi 90 nè. 59 nè, 90. Thôi bây giờ con chỉ cần tìm trong đó coi số 14 đến số 61 không trước đi đã. Chuẩn bị con làm chuột chuỗi. Nếu mà có thì mình dò tiếp, còn nếu mà không có là biết rồi, là biết là chật lứt. Chật lứt cù chia rồi. Thôi thôi chết rồi. Có không? Có 65 chúng có 61. Chật rồi quý vị khán giả, không có 14, không có 61 luôn á, mà số của Hà Lùng là 714 với lại 261 này, mà không có 61 với 14 gì hết là chật lứt luôn. Hồi chiều chú kia hả, một dò 1 triệu đồng là 100 tờ, với chú kia 70 tờ cũng chật lứt luôn. Hồi chiều mẹ mắc quay chơi giùm cho chú kia nên mẹ đâu có dò được đâu. Còn số nhiêu, có số nhiêu hết rồi, có hai số này rồi á. 61 với 14 hả? Có 08 được không? 08 08 có khúc đầu có liên quan tới khúc đích đâu. 77 rồi, xong rồi, coi như là thua rồi đó quý vị khán giả. Đó thì là coi như là Hà Lùm không có quay clip bé Sương được. Cũng biết mà, nếu mà có quay bé Sương thì nhiều người coi hơn, còn nếu không có con thì ít người coi, nhưng mà thôi không có sao hết á. Tại vì thật sự là một buổi chiều mà ba người quay thì đó như đồng chí Khương Dừa cũng đã nói rồi là không được quay video, quay clip bé nữa, tại vì quay nhiều quá con mệt. Với lại hồi chiều qua thấy thương lắm, đen thù lùi, đi về quê mấy ngày trời ba đi chơi, ba nói ba đi chơi dữ lắm nên ha, đi về con đi chơi nên ha, đen thù lùi quá, đen thù lùi. Cái hỏi ủa sao con đen quá vậy, nói con đi về quê con chơi mấy ngày con đen rồi, ngồi bán ở ngoài trước á nó cũng háp nắng lắm nên cũng mệt nữa. Với lại tâm trạng không có được vui, tại vì bán ế lúc qua là hỏi ế nhiêu tờ, nó ế tới 140+ tờ lận đó, là tâm trạng đang trùng xuống, đang buồn cho nên á mặt không có được tươi. Rồi nói chuyện đồ này kia xong rồi á hả, chú Phạm Tân mua giùm rồi, xong rồi cái tươi tắn lên rồi, cái tặng quà tặng sách tặng vở rồi này nọ kia, chưa kịp quay gì hết thì cô Trang quay để cô Trang dẫn đi hết tóc, cho nên là hả thôi Hà cũng nói nhanh gọn rồi, cái là nó dặn chỉ nói ẹt Facebook mà chưa có kịp ẹt Facebook luôn, không kịp ẹt Facebook của bé luôn, để nhắc chỉ làm chứ thôi hả. Nhận được ba cuốn chuyện, nhận được ba cuốn chuyện Nguyễn Nhật Ánh rồi, xong rồi coi đọc chuyện viết rồi, không có làm bài làm dở gì luôn. Có thôi rồi, chật lết rồi. 16 tờ là nhiêu tiền? 16 tờ là 160. Đúng rồi, mẹ đi á, con đâu có biết quay đâu. Nên á, con đâu có điện thoại riêng của con đâu, con xài đâu mà con có hai cái này cũng khoe khoang quá. Rồi xong rồi cái là 160.000. Rồi không biết là có biết đường làm không nữa. Trời không biết, quên hỏi là hả, nghỉ học năm lớp 3 hồi nào. Đó, chứ giờ hỏi là nhớ gì về lớp 3 không kêu nhớ, mà tôi không biết có nhớ không, tôi thấy tính tiền giỏi quý vị khán giả đồng ý không? Hà Lùng thấy tính tiền giỏi lắm, tính tiền cực kỳ nhanh luôn. 99 bằng nhiêu mẹ? Với lại chọc chỉ hả con, mà trong tất cả các môn chắc giỏi nhất là môn địa lý, mà địa lý khu vực quận 6 là giỏi nhất. Tại vì chỉ bươn trải hết cái quận 6 luôn mà. Hàng cùng ngõ hẻm nào con cũng vô con mấy số nên con biết rành cái địa lý quận 6, chọc chỉ vậy đó. Mà chiều nay thấy đen thui. Đây. Không biết cắt tóc lên là xinh xắn không nữa, đã dặn dò làm bài tập là ngoài đồ mà không biết về có làm không. Để tối nay nhờ Trang gửi cái link Facebook của bé qua để nhắn tin hỏi hàng chị. Dặn chỉ làm nguyên một sắp chật lớp hết luôn nè mọi người ơi. Mọi người đừng có tiếc nữa, mua giúp chị mà. Biết là không biết là mua giúp chị, nhưng mà nó
Chịu rồi. Nghèo nùi rồi. Nghèo nùi là sao? Nghèo gì? Chết rồi, dùng từ gì? Nghèo nùi là nghèo sao? Nghèo là rối một nùi luôn á. Ba mẹ con nghèo rối một nùi hay gì? Đúng rồi. Trời ơi, cái mặt tôi nó mụn luôn quý vị khán giả. Đó, ăn mì gói đó. Đó, rồi thôi, chào quý vị khán giả nha. Cái clip này nói chung là không có bé xương, chắc không ai coi đâu. À, không phải đâu. Nói chung là ai cũng quan tâm bé xương đó, cũng muốn biết tình hình của con như thế nào. Nói chung là hôm nay khỏe rồi, cũng hỏi hàng về quê ăn chơi sao, ăn chơi có xa đọa không. Chị nói về chơi chơi về quê chơi vui lắm. Rồi sao mà vé số nhiều quá, hôm nay bán gì đâu mà nhiều quá chị, trời. Mới gặp chị hỏi cái câu đó một cái là thôi. Hôm nay bán ế tội nghiệp buồn. Nhờ mấy cô chú vớt vác giùm cho chúng tôi. Ủa mẹ, chị lên. Không buồn nữa thôi đây mẹ buồn. Mẹ buồn chứ, trời ơi, đó anh hai nói mẹ. Nên mẹ cũng buồn chứ, 16 thời gian số. À thôi bye bye quý vị khán giả nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Yeah. Chào đi con. Bye bye. Chào mẹ. Trời. Con chào quý vị khán giả. Méo lưng luôn. Con chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả.